Chiều cùng ngày tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã diễn ra lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát 15 tháng 2 1913, 15 tháng 2 2023. Dưới lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại làng Tân Hưng, huyện An Hóa, tỉnh Mỹ Tho. Nay thuộc xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Có lòng yêu nước thương dân, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng và đi theo con đường cách mạng vô sản. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành kiến trúc, trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, kiến trúc sư trẻ Huỳnh Tấn Phát đã hăng hái tham gia phong trào yêu nước cách mạng của giới trí thức và các tầng lớp nhân dân trong cao trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ. Ngày 5 tháng 3 năm 1945, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát được sứ ủy Nam Kỳ kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn gắn bó với vùng đất Nam Bộ, thành đồng tổ quốc. Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh từ năm 54 đến năm 1975. Trong mỗi thắng lợi của cách mạng miền Nam đều có dấu ấn quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Sau thắng lợi của phong trào đồng khởi cuối năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đầu năm 1961, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, khu Sài Gòn Gia Định được thành lập, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Chủ tịch. Tháng 6 năm 1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân toàn miền Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập và đồng chí Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Chủ tịch. Đất nước thống nhất, trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng nước ta, đồng chí Huỳnh Tấn Phát có nhiều cống hiến vào thành công của quá trình thống nhất về mặt nhà nước. Đảm đương các trọng trách Phó Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 1977-1982, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ tháng 6 năm 1982, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 1982-1989, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã thể hiện phẩm chất của một nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Cùng tập thể Chính phủ, Hội đồng Nhà nước, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã lãnh đạo, chỉ đạo từng bước thí điểm những đổi mới về quản lý kinh tế, góp phần xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, giúp Trung ương hoạch định và tổ chức triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của đất nước ta. Trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách quy hoạch đô thị, kiêm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản nhà nước, đồng chí đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong quá trình triển khai các đề án lớn của Chính phủ như khai thác đồng bằng sông Cửu Long, phát triển thị trường khu vực Đông Nam Á, phát triển công nghiệp và xuất khẩu, cải tạo và phát triển công thương nghiệp Việt Nam, mở rộng quan hệ kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật với nước ngoài, vận động Việt kiều tham gia kiến thiết đất nước. Đồng chí được Đảng, Nhà nước giao xét duyệt nhiều luận chứng kinh tế, các công trình trọng điểm quốc gia như nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài, quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, bảo tàng Hồ Chí Minh. Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát mãi mãi là niềm tự hào của đất nước chúng ta. Luôn cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững vàng, kiên định trên con đường độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương tại đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên quê hương của ông ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam, một trí thức giàu lòng yêu nước, có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.